Cơ sở cây sa đen Hòa Bình, xin chào các bác. Thì ở trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bác một cái loại thảo dược có ở xung quanh chúng ta mà rất là nhiều người chắc là cũng biết đến rồi, nhưng mà cũng có nhiều người cũng chưa biết đến cái thảo dược này và những cái tác dụng cũng như là cái cách dùng cái thảo dược này. Thì trước mắt các bạn đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái thảo dược đó chính là cây ma đề. Thì trước mắt mình sẽ quay cho các bạn xem để giúp bạn biết được cái nhận dạng ra được cái hình dáng cái cây ma đề này. Đấy, các bạn có thể quan sát này. Đây là cây ma đề. Và hoa của nó các bạn, nó có hoa nhé. Có hoa và nó sẽ cho hạt. Đấy, đây này, cái gốc của nó nhìn rất là hay. Này. Nó là dạng kiểu gốc xong rồi chỉ có lá đơn lên thôi, không có phải là cây. Thì theo trong đông y thì cái ma đề là có tính vị mát này, có vị ngọt này, đi vào các kinh can, thận và bàng quang, giúp thông kinh lợi tiểu, là một cây thuốc rất là quý trong bài thuốc nam giúp điều trị sỏi thận. Lá ma đề có vị thuốc nam rất là gần gũi và quen thuộc với người dân Việt Nam. Thì ngày trước hầu như ở các vùng quê, nhà nào cũng có trồng vài ba khóm ma đề, vừa làm cảnh và vừa để làm thuốc. Đấy, nước sắc cây ma đề thì rất là mát, lại có tác dụng là bổ thận, tăng cường đào thải chất độc cho thận. Chính vì trong các bài thuốc dân gian điều trị các bệnh về thận thì bao giờ cũng có vị thuốc ma đề. Đấy, thì cây ma đề hay còn có một số tên gọi khác như là cây ma đề thảo, sa tiền thái, sa tiền. Đấy, bộ phận của cây ma đề để dùng để làm thuốc đó chính là lá ma đề và hạt của ma đề các bạn ạ. Đấy, thì nơi nó sinh sống và thu hái là cây này thì nó thường mọc hoang ở khắp các tỉnh và được trồng bằng hạt ở những nơi đất ẩm mát vào mùa xuân. Thì thu hái thì thường thường là người ta sẽ thu hái cái cây này vào tháng 7, quả chín, thu hái toàn cây đem về phơi khô, sau đó đập quả lấy hạt rồi lại phơi khô hạt. Đấy, các bạn quan sát này. Về ma đề thì nó có vị ngọt này, tính mát này, tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu, giúp điều trị bệnh sỏi thận, viêm cầu thận, lợi phế, tiêu đờm, hỗ trợ điều trị bệnh huyết áp cao. Đấy. Một số công dụng của cái lá ma đề đó chính là làm giảm cơn thèm thuốc, giúp cai thuốc lá rất là hiệu quả, giúp điều trị ho này, tiêu đờm này, giúp điều trị bí tiểu, tiểu rắt này, giúp điều trị bệnh chảy máu cam do nóng trong. Đấy, nó làm thanh nhiệt, giải độc cơ thể rất là tốt. Hỗ trợ điều trị bệnh viêm cầu thận mãn tính, tốt cho những bệnh nhân mắc bệnh huyết áp cao. Đấy, các bạn xem nhé. Về cách dùng thì mình sẽ tham khảo và đưa ra cho các bạn một số cái bài thuốc về cái cây ma đề này với một số cách dùng như sau. Dùng cây ma đề giúp cai thuốc lá là các bạn lấy 20g hãm nước sôi uống hàng ngày, 20g khô các bạn nhé, uống sau bữa ăn khoảng 20 phút, uống liên tục 1 tuần và cảm nhận được hiệu quả. Nó sẽ làm giảm các bạn cái cơn thèm thuốc của các bạn đi rất là nhiều. Và điều trị ho tiêu đờm thì các bạn lấy 10g ma đề. Đấy, 5g cam thảo, 12g cắt cánh này, tất cả đổ ngập nước đun sôi 30 phút, chia làm 3 lần uống trong ngày. Đấy, giúp thông lợi tiểu thì các bạn lấy 10g hạt ma đề, 5g cam thảo, khoảng 600ml nước. Được chưa? 600ml nước sắc trong vòng 30 phút, uống thay nước lọc, uống thay nước trong ngày, khi nào khát thì các bạn uống. Đấy, đối với những bệnh mà những người mà bị viêm cầu thận mãn tính thì các bạn lấy 20g ma đề, ý dĩ 16g, thương chuột phục linh, trạch tả mỗi vị 12g, quế chi hậu phác mỗi vị 6g này, xiên tiêu 4g, sắc uống ngày, mỗi ngày 1 lần và uống trong vòng khoảng 1 tháng. Một số lưu ý là không dùng cây ma đề này cho những người có thai và những người già thận yếu hay đi tiểu về đêm thì không nên dùng ma đề. Đối với trẻ nhỏ thì nếu dùng ma đề để điều trị cho trẻ bị ho
sẽ hay gây hiện tượng đái dầm. Đấy, các bạn có một số cây rất là giống với cây ma đề thì các bạn cần lưu ý nhé, lưu ý không là các bạn sẽ sử dụng nhầm phải cái cây khác đấy. Thì cái cây ma đề này các bạn có thể ngắt cái lá này vào ăn sống luôn này, là một vị vị rau sống rất là tốt. Nhà mình thường ngắt cái lá này vào để ăn sống luôn, hoặc các bạn có thể lấy lá này cho vào máy, các bạn nghiền ra uống nước thì cũng rất là tốt này. Đấy rồi, những cái cây này nó thường mọc hoang rất là nhiều, như vườn của nhà mình đây nó mọc được khá là nhiều, nó cứ rụng hạt thì nó sẽ lại mọc tiếp ra rất là nhiều cây con khác. Đây đấy, đây là hoa này, có hoa, những cái hoa này sau này nó sẽ ra quả và có hạt. Đấy rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nhé. Và trước khi nếu mà dùng thì các bạn nên hỏi ý kiến của các chuyên gia trước khi dùng để cho nó đảm bảo. Đấy các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn nhé.